Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay là buổi thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phần mềm Filmora SCRN, một chương trình quay video game cũng như là biên tập những video quay màn hình, những đoạn gameplay dành cho game thủ trên YouTube. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này. Nó có rất nhiều phần mềm khác trong lĩnh vực này như là Bandicam và Camtasia Recorder. Thì những phần mềm đó thì chỉ thông dụng trong lĩnh vực quay màn hình, cũng như là Bandicam thì có thể chuyên game được. Thì tuy nhiên chúng ta có một cái phần mềm nó chuyên dụng hơn, đó là Filmora SCRN, một sản phẩm đến từ hãng Wondershare. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các chương trình dựng editor. Ở buổi thứ nhất thì quý anh chị và các bạn đã được tìm hiểu về tính năng quay màn hình cũng như tính năng capture game. Thì bước sang buổi thứ hai, chúng ta sẽ làm ra một video thành phẩm với chương trình dựng editor của Filmora SCRN. Đây là cái giao diện làm việc của editor SCRN. Khác với chương trình dựng video Wondershare Filmora thì Filmora SCRN có giao diện dễ chịu hơn. Giới thiệu qua một chút về các vùng làm việc. Cái vùng màu đen này được hiểu như là cái khung review, cho phép quý anh chị và các bạn xem trước video như thế nào trước khi mà quý anh chị và các bạn xuất ra thành video thành phẩm. Bên đây thì chúng ta có cái phần được gọi là timeline. Trên timeline chúng ta có time code. Timeline là cái gì? Timeline là nơi sẽ quản lý các đối tượng video, sắp xếp một cách khoa học để tạo thành một video hoàn chỉnh. Thì chúng ta còn cái timeline này trong việc quản lý sao cho nó logic. Thì có một cái thanh màu hồng hồng này, người ta gọi đó là cái thanh playhead. Ở trong dựng phim thì cái thanh này được hiểu là cái thanh playhead. Thì cái thanh này quét qua đâu thì khung review sẽ xuất hiện cái phim hình tại thời điểm đó. Bên đây thì chúng ta có cái phần property. Property được hiểu như là cái thuộc tính. Thuộc tính là cái tính chất nó thuộc về cái video đó thôi. Bên đây thì chúng ta có các chương trình hiệu ứng như là annotation hoặc là cursor. Cursor là các hiệu ứng về con chổi chuột và annotation là các hiệu ứng về chữ cũng như là các ảnh động, giúp cho video của bạn nó sinh động cũng như là nó lôi cuốn được người xem hơn. Ở trong một media chúng ta có cái phần add file, là nó kêu các bạn là đưa video của các bạn vào đây. Thì chúng ta bấm vào cái mục add file và tìm cái video sau khi quay màn hình hay là cái video chơi game. Thì chúng ta tìm cái video đó. Thông thường thì mặc định chương trình sẽ lưu vào cái mục đó là document. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái thư mục Filmora Print. Trong đây có cái phần là Record File. Thì toàn bộ những video mà các bạn quay màn hình và cái chương trình Filmora SCRN sẽ được lưu ở đây. Ở đây mình đã lưu một cái video ghi màn hình và video này là chơi game. Thì lúc này video của quý anh chị và các bạn sẽ ở trong cái mục đó là media. Bây giờ chúng ta sẽ import video xuống timeline. Chúng ta có hai cách. Một là bấm vào nút dấu cộng này và chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, video của bạn sẽ xuống timeline. Cách thứ hai đó là kéo thả, cách nào cũng được. Quan trọng là bạn thuận thao tác nào thì bạn sử dụng thao tác đó. Điểm qua một chút thì đây là cái video game của Public Play. Bạn có thể chơi những cái game lớn cũng như là những game bom tấn không vấn đề. Ở đây thì mình chỉ làm ví dụ cũng như là thị phạm cho quý chị và các bạn xem và hình dung được cái chương trình này nó hoạt động như thế nào, và từ đó áp dụng cho video của quý chị. Lúc này thì cái thanh playhead nó sẽ hoạt động, và khi quý chị và các bạn rê cái thanh playhead này từ trái qua video thì khung review nó sẽ cho quý anh chị và các bạn xem. Nếu mà quý anh chị và các bạn muốn xem review thì bấm vào nút play. Cái phím play là cái phím dài nhất trên bàn phím, và có thể sử dụng cái phím tam giác này để play video. Giả sử như là quý anh chị và các bạn không muốn cái đoạn video nó bị lỗi, hoặc là cái đoạn video nó không cần thiết, chúng ta muốn cắt bỏ thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ để cái thanh VH này ở vị trí cần cắt và chọn cái cây kéo. Cây kéo này sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn cắt cái video ra làm hai phần. Và lúc này thì chúng ta chọn delete, bấm chuột phải, chọn cái phần video bỏ đi thì chúng ta bấm vào chuột phải và chọn delete, hoặc là bấm phím delete trên bàn phím. Thì lúc này chúng ta sẽ kéo lại và cái đoạn video vừa cắt đó sẽ mất đi và chúng ta không nhìn thấy cái đoạn video đó nữa. Chúng ta có thể zoom cái timeline này sao cho nó nhìn rõ hơn bằng cách để con trỏ chuột vào cái phần timecode này và kéo sang bên phải thì nó sẽ zoom cái timeline ra, và kéo vào thì nó sẽ thu cái timeline nhỏ. Mục đích của việc này đó là giúp cho quý anh chị và các bạn tăng độ chính xác khi biên tập video cũng như là quản lý các đối tượng một cách chính xác hơn. Thao tác vừa rồi là chúng ta được hiểu về cái cây kéo này là tính năng cắt video, loại bỏ đi những video lỗi ra khỏi video của chúng ta và chọn delete. Rồi, trong đây thì chúng ta có cái phím đó là undo, là cái phím giúp cho chúng ta trở về cái bước trước khi mà chúng ta làm cái bước ở hiện tại. Ví dụ như là mình đã cắt cái video đó rồi, bây giờ mình muốn khôi phục lại cái video bị cắt thì chúng ta bấm vào phần undo thì nó sẽ trả về, nó lùi về một bước, lùi về từng bước trước đó. Và trái nghĩa với undo thì chúng ta có redo là tiến về phía trước một bước, hai bước và đến n bước. Ở đây là cái phần nó kéo giãn timeline, nó fix cái timeline lại để dễ nhìn hơn. Nếu mà chúng ta không muốn kéo như thế này thì chúng ta bấm vào đây để nó fix cái timeline này cho nó khoa học. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy video nó dễ dàng hơn. Cái này là zoom out, nó sẽ zoom cái timeline ra. Cái thanh trượt này nó cũng giống như là chúng ta kéo như thế này, zoom in và zoom out cái timeline thôi, cách nào cũng được. Ở trên đây thì chúng ta có cái phần đó là forward, là tiến về phía trước một frame và lùi về phía trước, lùi về phía sau một frame. Việc này có ý nghĩa là chúng ta muốn cắt video một cách chính xác từng frame một thì chúng ta sử dụng cái phím này. Bây giờ mình muốn cắt frame thứ 3 thì đây nó cho biết bạn đang ở frame thứ 3 và chúng ta zoom ra để dễ hơn. Giờ chúng ta cắt đi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tăng cái độ chính xác, loại bỏ đi những cái phép hình mà chúng ta không muốn xuất hiện trên video. Cái phím top này là khi quý anh chị và các bạn đang xem video á, thì bấm vào đây nó sẽ dừng lại, nó trở về vị trí đầu video, hoặc là có thể xem review bằng cách này. Kéo cái thành cái vòng tròn màu hồng này. Phần mềm Filmora nó thích màu hồng quá ha. Nó làm cái gì thì cũng có cái màu hồng trong đây. Rồi, vừa rồi thì chúng ta được hiểu về các lệnh hỗ trợ cũng như là add video vào timeline. Bây giờ giả sử như là quý anh chị và các bạn có nhiều video mà quý anh chị và các bạn thiếu cái track này á, thì chúng ta sẽ cứ kéo thả vào thôi, nó sẽ tự động thêm track vào. Chúng ta có track 3, track 4 và video lồng trong video. Thì theo nguyên tắc thì quý chị và các bạn chờ một xíu để cho quý chị và các bạn hiểu cái nguyên tắc. Giờ chúng ta sẽ add thêm một cái video vào. Và như vậy thì nguyên tắc là cái video nào nằm bên dưới sẽ đè lên cái video nằm phía trên. Thay vì bên Camtasia Studio thì cái nào nằm ở trên nó sẽ đè cái dưới, thì bên Filmora SCRN thì nó ngược lại, cái nào nằm dưới thì nó đè lên cái video nằm trên. Cái video bên dưới nó sẽ đè rồi nên quý chị và các bạn sẽ không thấy cái video nằm phía trên. Để xem được video phía dưới thì quý chị và các bạn kéo xuống. Lúc này quý chị và các bạn có xem những video trên YouTube về những game thủ, họ vừa chơi game họ vừa bình luận, và đây là cái khung hình webcam, họ sẽ nói chuyện cũng như là giao tiếp với quý chị và các bạn bởi cái màn hình nhỏ này. Thì khi mà quý chị và các bạn ghi màn hình, các bạn ghi thêm cái phần webcam vào thì chúng ta sẽ có được thứ nhất đó là video chơi game, thứ hai đó là video ghi màn hình cảnh chúng ta bình luận. Thì bây giờ chúng ta kéo cái video bình luận của chúng ta xuống đây, thì như vậy nó giống y như là những game thủ nước ngoài họ hay sử dụng thôi. Ở đây chúng ta có cái phần scale là cái phần thuộc tính. Scale được giúp cho chúng ta thu phóng video. Và kéo sao cho vừa cái frame hình, đó là quý chị và các bạn để con trỏ chuột vào cái ô vuông, các ô vuông này, thì lúc này chúng ta kéo. Bây giờ thì chúng ta đang có hai video, một video là quay game và một video là quay màn hình. Thông thường thì chỗ này là webcam chứ không phải là ghi màn hình như thế này đâu. Rồi, đó là phần scale là cái phần thu phóng cũng như là thu giãn bằng các ô vuông như thế này, kéo ra. Nếu mà giả sử thì cái video của quý anh chị nó không có đầy cái màn hình thì kéo ra cho nó đầy, để tránh cái lỗi màu nó có cái viền màu đen khi mà render hoặc là upload lên YouTube thì nó bị cái lỗi đó. Cái phần rotation là cái phần về vị trí, position. Rotation là cái độ xoay và position là cái vị trí. Cái này cũng ít dùng lắm. Thông thường là nếu mà cái video quay ngược thì chúng ta sử dụng rotation để quay lại. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần đó là cursor. Phần này thì dùng cho những tutorial, là những người họ hướng dẫn phần mềm hay là hướng dẫn các thủ thuật về máy tính, thì họ sử dụng cái này để biết được vị trí con trỏ chuột nằm ở đâu trên màn hình máy tính. Để mình bật cái video này lên. Đây là cái con trỏ chuột nó chưa có hiệu ứng. Bây giờ chúng ta sẽ add hiệu ứng vào. Để add một hiệu ứng vào video, chúng ta để con trỏ chuột vào cái phần hiệu ứng, bấm vào nó và kéo thả xuống video cần add hiệu ứng, tức là cái video cần thêm hiệu ứng. Tại mình hay sử dụng tiếng Anh add thực chất là thêm hiệu ứng vào video đó. Thì lúc này chúng ta sẽ có các thuộc tính của cái phần cursor. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ keo cũng như là cái độ opacity. Màu thì chúng ta sẽ chọn màu vàng và xem review. Không thấy nó ở trên. Lúc này thì con trỏ chuột của chúng ta có cái phần màu vàng nó bao quanh. Việc này giúp cho những người theo dõi video về hướng dẫn thì họ có thể hình dung được cái con trỏ chuột nó ở đâu và các thao tác nó như thế nào, thì các bạn và các quý anh chị có thể nhìn cái con trỏ chuột và biết được. Còn game thì không cần cái này đâu. Keo là cái độ lớn của cái con trỏ chuột. và opacity. Opacity chính là cái độ mờ dần của cái con trỏ chuột, tức là cái độ rõ hoặc là cái độ nó mờ đi, thì opacity nên để là maximum. Còn đây là màu sắc. Rồi, đó là phần về hiệu ứng. Nếu mà quý vị và các bạn không thích hiệu ứng này thì có thể chọn hiệu ứng khác. Để xóa cái hiệu ứng cursor highlight này thì chúng ta bấm vào cái dấu X này thì cái hiệu ứng của chúng ta đã bị xóa khỏi video, và chúng ta có thể thêm cái hiệu ứng mới vào để xem nó như thế nào. Lúc này bạn làm gì trên máy tính nào? Bây giờ game chúng ta dẫn thủ thuật chia. Lý do là hai video cùng chạy một lúc, tiếng nó bị dội. Mở một cái folder, và đây là cái hiệu ứng màu hồng hồng là cái hiệu ứng của Let's Read Green. Khi mà quý anh chị và các bạn nhấn con chuột thì nó sẽ tung ra cái hiệu ứng này. Giờ chúng ta không cần thì chúng ta xóa đi. Rồi, đó là cái phần về cursor là hiệu ứng con trỏ chuột. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần đó là annotation. Annotation là quản lý về các chú thích cũng như là các hiệu ứng về chữ, hình thể, thì quý anh chị và các bạn chọn sao cho nó phù hợp với video của quý anh chị. Game over. Quý anh chị và các bạn nhớ kéo xuống cái phần bên cuối nha, cái phần track cuối á, tại vì cái track cuối nó sẽ hiển thị trên cái track nằm trên. Nếu mà quý anh chị và các bạn kéo trên đây thì nó sẽ không có hiện đâu. Bạn vào đây, nó ẩn ở dưới đây. Rồi, như vậy thì quý anh chị và các bạn có thể thêm bất kỳ những cái hiệu ứng cũng như là các chú thích cũng như là các đối tượng hình ảnh này vào video để minh họa cho video của quý anh chị và các bạn trở nên sinh động hơn. Thì quý anh chị và các bạn có thể ngồi tìm hiểu vọc vạch. Để kéo nhỏ thì quý anh chị và các bạn để cái con trỏ chuột vào cái hình vuông này và kéo thôi. Rồi, như vậy là quá trình biên tập của chúng ta đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ xuất cái video này ra. Để xuất cái video thành phẩm sau khi đã kỳ công ngồi biên tập hàng tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút đó là Export. Đây là cái phần quan trọng, nếu mà không xuất ra thì video của anh chị và các bạn nó chỉ ở trong cái phần mềm này thôi. Thì trong phần format này chúng ta cần quan tâm đến cái mục đó là MP4. Đối với những ai làm việc với YouTube thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến một mục duy nhất đó là MP4 này thôi. Còn có phần MOV này thì và định dạng GIF này thì chúng ta không còn quan tâm, chúng ta sẵn sàng bỏ qua. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái mục đó là MP4. MP4 là định dạng video ở dạng nén, nó giúp cho video của bạn có chất lượng nhưng mà cái dung lượng file nó thấp nhất. Bây giờ thì quý anh chị và các bạn đặt tên, ví dụ như là My Video, thêm chữ game vào đi. Xây tu là cái đường dẫn, sau khi xuất video thì nó nằm ở đâu. mình để ngoài desktop. Trong cái phần đó là template Filmora, bây giờ thì chúng ta sẽ import vào cái folder đó những thông số quan trọng như là cái frame rate. Mình quay cái frame hình là 60 frame trên 1 giây thì mình để là 60 frame. Nếu mình để 30 frame thì nó sẽ bị trễ cái độ frame và video của bạn nó sẽ sai, lỗi và mất cái độ mượt. Trong cái thông số này chúng ta dựa vào đâu? Dựa vào cái phần khi mà lúc mà quý anh chị và các bạn quay màn hình đó, thì nó cho phép quý anh chị và các bạn chọn cái phần frame rate này. Thì cái phần frame rate này phải trùng với cái phần frame rate mà quý anh chị và các bạn ghi màn hình, thì như vậy nó mới đồng đều và nó nhất quán với nhau. Mình để 60 frame tại vì lúc đầu mình quay màn hình là video 60 frame. Cái code đó là để giữ nguyên, đó là H264 và resolution là cái độ phân giải. Thông thường thì nếu mà quý anh chị và các bạn up lên YouTube thì chúng ta có những độ phân giải như là 1280 và 720. Đây là định dạng HD và 1920, 1080 là định dạng Full HD. Rất tiếc là cái chương trình này nó chưa có hỗ trợ chúng ta xuất video ở định dạng 2K cũng như là 4K. Thì ở định dạng Full HD là chúng ta đủ rồi. Và cái bitrate thì chúng ta nên để mặc định, đừng có can thiệp chỉnh sửa vào cái phần bitrate này. Nếu mà trong dựng phim thì cái phần bitrate nó càng lớn thì video của bạn nó sẽ càng chất và nó giữ được cái độ sắc nét. Tuy nhiên chúng ta đang làm việc với video quay màn hình chứ không phải là dựng video về phim ảnh, nên chúng ta để cái bitrate nó mặc định là 8000 kilobyte trên giây. Cái phần audio vẫn để là AAC và channel là hai kênh bao gồm mono và stereo. Sample rate và để nguyên, bitrate vẫn để nguyên. Bây giờ chúng ta export. Những thay đổi bao gồm đó là resolution là độ phân giải, và frame rate là chúng ta dựa vào cái video mà lúc đầu chúng ta ghi. Như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ export. Lý do nó hiện lên cái bản này là chúng ta chưa có mua bản quyền, mình đang dùng phiên bản đó là phiên bản dùng thử. Tại vì cái phần mềm này nó mới ra, chúng ta chưa có những thủ thuật cũng như là các biện pháp để sử dụng cái phần mềm này trọn đời. Vì vậy chúng ta phải đợi những chuyên gia từ nước ngoài họ chia sẻ các biện pháp cũng như là các thủ thuật. Bây giờ thì chúng ta cứ dùng thử thôi. Dùng thử thì nó sẽ có cái logo của Filmora SCRN, cái này được gọi là watermark hay được hiểu là vân nước, thì nó sẽ đóng vào cái video của quý anh chị. Thì như vậy cái người xem họ sẽ biết rằng là cái video này nó được xuất từ cái phần mềm gì. Nếu mà quý anh chị và các bạn có cái mã đăng ký sau khi mà mua phần mềm thì chúng ta sẽ điền mail và điền research code thì nó sẽ mất thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành export và đang là chế độ dùng thử. Thời điểm này thì nếu mà chúng ta chơi game thì chúng ta ngồi không nhất thiết phải ngồi đợi nó export đâu. Chúng ta đi giải khuây hoặc là đi ra ngoài để ngắm mát. Tại vì chúng ta ngồi hàng giờ liền trên máy tính thì như vậy cũng không có tốt. Thì cái lúc này chính là cái lúc mà chúng ta nên ra ngoài hoặc là đi đâu đó để thư giãn trước khi mà chúng ta quay trở lại và hưởng thụ cái video thành phẩm. Và sau đó là chúng ta biết làm gì rồi, đó là up lên YouTube và bật chức năng kiếm tiền, như vậy thôi. Quá trình xuất video này nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là cấu hình máy tính của quý anh chị và các bạn nó có mạnh hay là không. Tốc độ render sẽ có một số can thiệp của CPU, tức là cái card đồ họa nó sẽ gánh mất một phần nếu mà quý anh chị và các bạn có card. Thì ở đây phần mềm nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho quý anh chị và các bạn, nếu mà có card màn hình tốt thì nó sẽ render rất là nhanh, nó render một cái rẹt là xong luôn. Nó phụ thuộc vào một yếu tố nữa, đó là cái thời lượng video của quý anh chị và các bạn nó có dài hay là nó ngắn, và cái effect sử dụng nó có nhiều hay là không. Thì mấy cái đó nó quyết định về cái tốc độ render nó nhanh hay chậm. Giờ chúng ta đợi một chút, nó sắp xong rồi, video này cũng có vài phút thôi. Come on. Chút nữa, lên. Như vậy nó báo là collected là đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta có hai tùy chọn, một là đóng đi và hai là fill target. Fill target là chúng ta sẽ tìm cái đường dẫn video. Thay vì chúng ta ra cái thư mục, chúng ta tìm cái thư mục nó ở đâu, nó ở chỗ nào thì chúng ta bấm vào phòng fill target thì nó đưa bạn vào cái thư mục đó luôn. Đây. Thì lúc này nhiệm vụ của cái chương trình này nó xong rồi. Bây giờ chúng ta tắt cái chương trình đi. Nó hỏi bạn là có cái lưu lại thành một cái project hay là không. Nếu mà quý anh chị và các bạn muốn lưu nó lại thì bấm vào Z, và không thì chọn No. Thì lúc này chương trình nó đóng và chúng ta có cái video này. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái thành quả. Lúc này bạn làm gì trên máy tính nào? Bây giờ game chúng ta cái phần Filmora SCRN mình đã nói rồi, đây là cái vân nước khi mà quý anh chị và các bạn chưa có mua phần mềm hoặc là chưa sử dụng những biện pháp để sử dụng các phần mềm nó trọn đời thì nó sẽ để cái vân nước như thế này, nhìn rất là khó chịu. Người xem họ sẽ biết rằng là quý anh chị và các bạn đang sử dụng cái chương trình Filmora SCRN để biên tập video. Ở bên đây người ta gọi cái này là cái webcam, cái màn hình webcam nó sẽ ở đây và video game của quý anh chị nó sẽ chạy ở bên đây. Thì như vậy thì quý anh chị và các bạn có thể hình dung được là những YouTuber về game thủ họ làm như thế nào về để được ra được cái video như thế này và kiếm tiền trên YouTube. Dẫn thủ thuật chia sẻ thì này, mọi thứ sẽ đều. Cái này được hiểu như là video được lồng vào video, hai video cùng gộp lại thành một video hoàn chỉnh. Nó chỉ có vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem những hiệu ứng đều ghi lại. Ví dụ như là mình đây là hiệu ứng Oh My God và hiệu ứng Game Over. Nhấn vào cái icon này thì nó đã xuất hiện lên rồi. Thì như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ upload video này lên YouTube để kiếm tiền từ video này. Và như vậy là xong. Đáp ứng được cái nhu cầu game thủ, đó là vừa quay màn hình và vừa ghi được cái webcam, cũng như là biên tập làm sao cho ra được cái video nó thành phẩm như thế này. Thì chúng ta đã làm chủ hoàn toàn phần mềm Filmora SCRN phục vụ cho những YouTuber đang là game thủ và kiếm tiền với YouTube. Và hy vọng video này có ích cho quý anh chị và các bạn đang có ý định lập những video, những channel YouTube về game. Thì mình là Lợi Nguyễn, cảm ơn bạn đã xem video này và đừng quên nhấn vào nút đăng ký trên kênh YouTube để thường xuyên nhận những cập nhật phần mềm cũng như là tìm hiểu những phần mềm hay. Xin chào và hẹn gặp lại.